Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tuổi mộng mơ ở cổng trường Trương Vương, Gia Long. Vợ đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD xin liên lạc 714 636 1121 hoặc 888 500 2018. Quý vị có thể order trên online spgian.tv hoặc mua digital copy trên spgiango.com. quý vị, Tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay Hai Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng tăng cường đoàn kết Để bảo đảm về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Phần tin chi tiết thu hàng kể đến quý vị như sau Thưa quý vị, theo báo Vietnamnet loan tin vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã tiếp ông Triệu Khắc Chí Bộ trưởng Công an Trung Cộng trong buổi gặp mặt, ông Phúc hoan nghênh việc ông Chí và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam vừa có buổi làm việc với nhau thành công. Về phía Trung Cộng, ông Chí cho biết đây là chuyến thăm thực hiện những nhận thức mà giới lãnh đạo của hai nhà cầm quyền đã đạt được trong vòng thời gian qua theo ông chí hiện tại sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của hai nhà cầm quyền đang ở giai đoạn quan trọng và đang phải đối mặt với rủi ro cùng những thách thức bên ngoài chưa từng có vì vậy hai bộ công an cộng sản đã thảo luận về việc sẽ tăng cường hợp tác tăng cường đoàn kết để ứng phó lại những thách thức kiên quyết bảo đảm an ninh Nối tiếp phát biểu của ông Chí, ông Phúc cho biết hợp tác của hai nhà cầm quyền đã đạt được nhiều kết quả. Hiện tại, Trung Cộng đã đầu tư vào Việt Nam hơn 3.200 dự án với tổng số vốn là 19 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 7 trên 142 quốc gia có vốn đầu tư ngoài quốc ở Việt Nam. Ông Phúc khẳng định, nhà cầm quyền Công sản mong muốn và sẵn sàng cùng Trung Cộng tăng cường tin cậy chính trị, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm. Được biết vừa qua, một công ty của Hoa Kỳ đã công bố thông tin và hình ảnh cho thấy Trung Cộng đang xây dựng một số công trình tại Đá Vành Khanh thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Cộng đang chiếm đóng. Tuy nhiên, phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang giữ im lặng. Thưa quý vị, nguồn tin sau đây cũng cho hay Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã đàm phán được 60 triệu liều vaccine coronavirus – theo như tờ báo Việt Nam Net ngày 19 tháng 2 năm 2021 loan tin, thì ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam nói rằng, nhà cầm quyền đã đàm phán được 60 triệu liều vaccine coronavirus trong năm 2021. Với số lượng này, thì nhà cầm quyền còn cần thêm 90 triệu liều nữa để tiêm đủ cho người dân. Theo ông Long, thì phía COVAX Facility đã cam kết sẽ cung kết cho nhà cầm quyền Việt Nam 30 triệu liều vaccine trong năm 2021. COVAX Facility là hội đồng cung cấp vaccine quốc tế của Liên Hiệp Quốc, chính là đơn vị đã hứa hỗ trợ miễn phí cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào khoảng 4 triệu 800 ngàn liều vaccine coronavirus trong tháng 2 năm 2021. Ngoài COVAX Facility, thì công ty AstraZeneca của Anh Quốc cũng cam kết cung cấp 30 triệu liều cho nhà cầm quyền Cộng sản trong năm 2021. Ông Long cho hay rằng, Nhà cầm quyền đang đàm phán với các công ty như là Pfizer, Moderna Nga và một số nước khác để kiếm thêm vaccine. Ông Long nói rằng để có vaccine một cách nhanh chóng thì cơ quan ông đã thực hiện cơ chế cấp phép thần tốc. Chỉ trong 5 ngày thì ngành y tế Cộng sản sẽ phải thực hiện tất cả các tiến trình về ra soát hồ sơ, dữ liệu làm sàng, chất lượng của vaccine để cung cấp thật sớm dân biểu Úc Chris Hayes thúc giục Ngoại trưởng Payne can thiệp cho tự do của nhà hoạt động châu Văn Khảm. Dân biểu Chris Hayes của hội Quốc hội Liên bang Úc lại thúc giục chính phủ Úc can thiệp để buộc Hà Nội trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một nhà hoạt động quốc tịch Úc khi đang phải thi hành án 12, tù, 12 năm tù trong trại giam của Công an Việt Nam. Trong thư gửi Ngoại trưởng Maris Payne ngày 17 tháng 2, dân biểu Hayes nói rằng ông lo ngại về tình trạng sức khỏe và tính mạng của ông Khảm sau khi đọc được thư của ông ông Payne của cựu uh, tù nhân lương tù nhân lương tâm người Mỹ gốc Việt Michael Minh Phương Nguyễn người cùng bị giam với ông Khảm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam nhưng đã được phóng thích vào tháng 10 năm ngoái nhờ có sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ông nói rằng Cộng sản Việt Nam có thể trả tự do cho ông Khảm nếu Bộ Ngoại giao Úc tích cực can thiệp Vào đầu tháng 12 năm ngoái ông Michael Minh Phương Nguyễn cũng viết thư cho Ngoại trưởng Payne để kêu gọi Úc can thiệp cho tự do của ông Khảm Ông nói hai ông cùng bị giam trong cùng một cơ sở giam giữ trong điều kiện sống vô cùng hà khắc và tính mạng của ông Châu Văn Khảm đang bị đe dọa nghiêm trọng vì thức ăn và nước uống kém phẩm chất, lao động khổ sai bắt buộc và thiếu chăm sóc y tế. Ông cũng nói ông Khảm khó có thể vượt qua được sự đầy ái trong nhà tù Cộng sản ở tuổi 71. Ông Khảm từng là sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông vượt biển đến Úc Tị Nạn vào năm 1982 Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2019 khi nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam bằng giấy tờ giả để gặp gỡ một số thành viên hội anh em dân chủ. Có bốn người đàn ông Việt Nam đã bị bỏ tù vì đã trồng cần sa tại Northland, Tân Tây Lan. Thưa quý vị, bốn công dân Việt Nam đã bị phạt tù hơn 2 năm vì trồng cần sa tại Northland. Cảnh sát đã thu giữ hơn 4.000 cây cần sa khi mà bốn người đàn ông từ 21 cho tới 46 tuổi đã bị bắt vào tháng 1 năm 2020 gần khu định cư nông thôn Te Theo Staff đưa tin thì năm nhà kính chứa đầy cây cần sa được tìm thấy tại nơi này, với các loại cây từ cây con cho tới cây trưởng thành cao vào khoảng 2,5 mét. Vào thời điểm đó, thì trung sĩ thám tử Geoff McCarthy cho biết hoạt động trồng cần sa rất tinh vi và thiết lập được rất tốt, và vụ bắt giữ này là một trong những vụ bắt giữ quan trọng nhất đối với cảnh sát Northland trong những năm gần đây. Theo tài liệu của tòa án được công bố cho ông Stuff, thì cảnh sát được ước tính là số cần sa bị thu giữ trị giá là 8 triệu Mỹ Kim và mỗi năm có thể trồng được 3 mùa vụ, khiến cho việc không trồng cần sa kiếm được khoảng 24 triệu Mỹ Kim trong một năm. Những người đàn ông bị bắt trên gồm có Minh Nhật Nguyễn, 24 tuổi, Nhật Quang Nguyễn, 20 tuổi, Chu Trọng Thành, 44 tuổi và Đặng Gia Cư, 45 tuổi. Họ nhận tội trồng cần sa và sở hữu cần sa để đem bán, trong một buổi tuyên án vào ngày 21 tháng 1, thì thẩm phán Greg Davis cho hay Minh Nguyễn, Nhật Nguyễn và Cư là những ngư dân đến từ tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Cả bốn người đều bị dụ tới Tân Tây Lan để làm việc nhưng đã bị lừa và cuối cùng thì họ không có tiền, không có việc làm và không có đường về nhà. Ban đầu thì ông đưa ra mức án là 5 năm tù cho mỗi người, sau đó thì bản án được giảm xuống còn 2 năm 9 tháng vì họ đã nhận tội sớm và không nhận được sự hỗ trợ nào trên đất khách. Trong khi đó thì một người quen gốc châu Á của ngôi sao Olivia Moon bị một kẻ kỳ thị chủng tộc tấn công. Một phụ nữ châu Á đang đứng bên đường ở thành phố thành phố New York thì bị xô ngã một cách hung bạo và cảnh sát đã bắt được nghi can vài ngày sau đó. Điểm đáng chú ý là ngôi sao Olivia Moon nói rằng người phụ nữ này là mẹ của bạn cô. Cô Olivia Moon là nữ tài tử mang hai dòng máu Việt Nam và Đức. Sở Cảnh sát New York cho biết vào khoảng 2 giờ chiều hôm thứ Ba vừa qua, người phụ nữ 52 tuổi ở bên ngoài một tiệm bánh trên đường Roosevelt Avenue ở khu Flushing của Queens khi nghi ngờ, khi nghi can gây lộn với bà và đẩy bà. Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị thương ở đầu và được đưa đến bệnh viện. Trên Twitter, Kumon cho biết mẹ của bạn cô là một phụ nữ Trung Quốc và đăng hình ảnh của người mà cô ấy nói là nghi can. Ngôi sao Moon cho biết mẹ của bạn cô cần phải khâu 10 mũi trên đầu. Trong một bài đăng trên Facebook, con gái của người phụ nữ là Maggie Kayla Chang cho biết mẹ cô đã bị đẩy với một sức mạnh đến nỗi bà bị đập đầu vào bê tông và bất tỉnh trên sàn. Tuần trước, cô Moon viết trên Instagram về sự gia tăng tội ác chống lại người Mỹ gốc Á trên khắp Hoa Kỳ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Bản sắc của ngôi sao Lana Condor đã được làm nổi bật thêm nhờ vào cách tập phim To All The Boys. Trong phần đầu của bộ phim To All The Boys Always and Forever, Nhân vật Lara Jean do nữ tài tử gốc Việt Lana Condor thủ vai đã có một chuyến đi đến Nam Hàn để khám phá ra cội nguồn của bản thân và kết nối với người mẹ quá cố. Ngoài đời, thì cô Condor cũng đã có một chuyến đi tương tự đến thăm quê hương Việt Nam lần đầu tiên cùng với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2019 để thúc đẩy việc giáo dục các bé gái. Khi ở Việt Nam thì cô Condor đã đến thăm trại trẻ mồ côi nơi cha mẹ người Mỹ đã nhận nuôi cô và anh RT từ khi mà nữ ngôi sao chỉ mới 4 tháng tuổi. Bên cạnh đó thì việc tham gia bộ phim To All The Boys trong vai là một phụ nữ Hoa Kỳ gốc Á cũng đã cho phép cô Condor kết nối với những người có cùng hoàn cảnh. Cô cho rằng bản sắc của cô đã được phong phú hóa sâu sắc nhờ vào những kinh nghiệm này. Cô cảm thấy được kết nối với cộng đồng hơn bao giờ hết. Theo tờ People đưa thì sau 3 phần của cuốn phim To All The Boys và mong muốn được đóng vai chính và điều hành sản xuất bộ phim hài sắp tới của Netflix, thì cô Condor hy vọng sẽ cống hiến sự nghiệp để bảo đảm những người khác cảm thấy được chấp nhận theo cách mà cô ấy không có được khi mà còn là một đứa trẻ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình SPTN, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem đài truyền hình sbtn đã cho ra mắt dvd những ngày xưa thân ái chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dị vãng quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com